Năm 2019 đánh dấu những bước đi đột phá của Educa, qua đó gặt hái thêm rất nhiều thành công. Sau hơn 3 năm thành lập, thương hiệu giáo dục tiếng Anh Edupia đã và đang được hàng trăm nghìn phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn. Trong năm qua, chương trình đã thu hút hơn 70.000 lượt học viên mới. Sản phẩm nội dung không ngừng sáng tạo và cải thiện. Tháng 4 năm 2019, Educa phát triển thành công lớp học Live Class, thu hút hàng nghìn lượt xem trực tiếp trên Facebook. Tiếp nối thành công của chương trình Edupia Kids, Edupia Tiểu học, tháng 9 năm 2019, Educa đã cho ra mắt chương trình tiếng Anh trung học cơ sở, hướng tới mục tiêu phổ cập tiếng Anh tới hàng triệu học sinh Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trong năm 2019, Educa đã phối hợp với Hội đồng đội Trung ương và AMO Việt Nam tổ chức chương trình cuộc thi thuyết trình Vươn ra thế giới với quy mô lớn nhất từ trước tới nay cho hơn 13 triệu học sinh tiểu học và trung học cơ sở khắp cả nước từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh online, tháng 10 năm 2019, Educa đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp ASEAN tiêu biểu tại Singapore. Nếu như năm 2018 và 2019 là những năm mà chúng ta đặt mục tiêu để gia nhập và có chỗ đứng trên thị trường, thì năm 2020 là năm chúng ta sẽ đặt mục tiêu tạo ra được bứt phá và dẫn đầu giành nhập thị trường. Trong năm 2020 chúng ta sẽ đặt mục tiêu có được 350.000 khách hàng mới, và chúng ta cũng sẽ đặt mục tiêu là bắt đầu đi ra nước ngoài. Ngoài các sản phẩm cơ bản thì chúng ta cũng sẽ bổ sung thêm những khóa học chất lượng cao để thu hút những khách hàng có thu nhập cao hơn. Đấy là những chuẩn bị rất là cơ bản để chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đến năm 2024 sẽ là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về số lượng học sinh học tiếng Anh và top 20 thế giới về số lượng khách hàng trong lĩnh vực FX vào năm 2024. Năm 2019 thì chúng tôi đã áp dụng AI vào rất sâu trong sản phẩm, nhằm nhận diện được chính xác hơn giọng các bé học của Edupia, và đã nâng cao được chất lượng, cải tiến rất nhiều về mặt học phát âm cho học sinh Edupia. Năm 2019 chúng tôi cũng đã đưa được VoIP vào nhằm xây dựng được hệ thống chăm sóc khách hàng tốt nhất phục vụ cho khách hàng Edupia. Nó cũng là tiền đề để năm 2020 chúng tôi sẽ có những cái chương trình chăm sóc khách hàng nó sâu hơn và hỗ trợ được khách hàng học tốt nhất có thể. Năm 2020 thì chúng tôi có kế hoạch là sử dụng Adaptive Learning và AI nhằm tạo ra lộ trình học cho từng bé một. Và với mỗi bé trên Edupia thì sẽ có một lộ trình học riêng biệt và phù hợp nhất cho bé. Năm 2020 chúng tôi cũng có một kế hoạch là áp dụng AI cùng với cả công nghệ bây giờ để tạo ra những tình huống giao tiếp sát thực tế nhất. Thật vinh dự và tự hào khi Edupia đã được hàng trăm nghìn phụ huynh biết tới. Nhờ sự tư vấn tận tình và sự phát triển không ngừng về sản phẩm, một năm qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ quý phụ huynh trong và ngoài nước. Với phương châm là mỗi một nhân viên là một đại sứ thương hiệu, chúng tôi đã và đang góp phần nhỏ bé vào công cuộc chồng người và phát triển các thế hệ con em. Sự hài lòng và ghi nhận của phụ huynh cũng như các em học sinh chính là động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện cả về công nghệ và phương pháp, đưa thương hiệu Edupia vươn xa hơn nữa, phổ cập đến hàng triệu học sinh Việt Nam, đặc biệt là các bạn vùng tỉnh thành, nông thôn chưa được tiếp cận với phương pháp học chuẩn ở các trường quốc tế. Chăm sóc đời sống tinh thần của anh chị em nhân viên cũng được ban lãnh đạo hết sức quan tâm. Từ những buổi sinh nhật hàng tháng dành cho nhân viên các phòng ban hay các dịp đặc biệt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Bên cạnh cổ vũ tinh thần làm việc cũng đi liền với rèn luyện sức khỏe, các hoạt động thể thao như đá cầu, câu lạc bộ bóng đá nam cũng diễn ra sôi nổi hàng tuần, là dịp rèn luyện sự dẻo dai, tinh thần làm việc và gắn kết giữa các phòng ban. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ cũng như vân Educa và gia đình. Chúc các thành viên Educa một năm mới tiến bộ hơn, nhiều sức khỏe hơn và năng suất cao hơn. Xin chào toàn thể phụ huynh và học sinh Educa. Tôi là Adam, giám đốc nội dung tại Educa. Nhân dịp năm mới, xin chúc toàn thể phụ huynh và học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt,
chúc các em học sinh học tốt, học vui cùng Edupia. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Happy New Year! Xin cảm ơn những đồng nghiệp, những người anh chị em Educa đã và đang sẽ luôn cùng nhau nỗ lực hướng tới mục tiêu chung, đưa Educa trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam, top 20 thế giới trong lĩnh vực Aztec ngoại ngữ về số lượng khách hàng. Hãy hóa nơi đây thành niềm tự hào vì Educa là nhà, ngôi nhà thứ hai trong trái tim mỗi thành viên chúng ta.